Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Thì anh em có thể thấy là hôm nay tại sao mình ở dưới showroom nhỉ? Hình như là mình lắp máy đúng không? Mình review gì đấy thế này không? Không phải anh em nhá. Hiện tại thì studio của chúng mình đang sửa chữa, thì coi như là chúng mình chả làm được cái việc gì cả. Nhưng mà chúng ta vẫn phải biến gọi là bất lợi thành lợi thế cho ta đúng không? Hôm nay thì mình sẽ quay video Q&A ở dưới showroom này luôn, nơi mà có rất nhiều sản phẩm để có thể gọi là cầm trên tay và trả luôn cho anh em nhá. Bây giờ bắt đầu vùng câu hỏi đầu tiên đi. Rồi, câu hỏi đầu tiên của bạn Jean Cover. Thì bạn ấy hỏi là có nên mua Xbox hay không, hay là nên mua PC hơn? Thì bây giờ mình trả lời cho bạn nhá. Bên cạnh mình đây là một chiếc Xbox đúng không? Tại Hacom bây giờ nó chỉ có giá hơn 14 triệu một tí thôi. Đây là phiên bản Xbox Series X 1TB. Thì bây giờ ấy, nếu mà anh em muốn mua một chiếc máy tính có cùng một cái mức cấu hình như một chiếc Xbox này ấy, mà mức giá 14 triệu nhá, cực kỳ là khó luôn. CPU 8 nhân này, card màn hình thì con này rơi vào khoảng tầm 3060 hoặc là 6700 XT. Thế mà lại còn nữa nhá, chúng ta sẽ còn có cả 1TB SSD nữa. Anh em tưởng tượng xem, nó quá là nhiều đúng không? Và đồng thời cái điểm thứ hai tại sao nên mua một chiếc Xbox này ấy, thì tại vì là những tựa game của Xbox thường sẽ tối ưu hơn, nó có một mức FPS mượt hơn, và đồng thời khi xuất lên đặc biệt là TV ấy, thì nó cái frame time của nó cực kỳ là gọi là không hề bị lệch như kiểu của PC đâu. Cái frame time của PC nó cứ giật liên tục. Còn một chiếc Xbox hoặc là một chiếc PS ấy, thì thường nó đúng một đường thẳng, khiến cho cái trải nghiệm game anh em nó mượt mà rất là nhiều. Thế nên nếu mà anh em ấy mà chỉ muốn sẵn sàng chơi trên hệ tay cầm nhá, thứ hai là anh em có thể chấp nhận được không chơi những tựa game độc quyền của PS ấy, thì Xbox là một tựa game, là một cái thiết bị cực kỳ là hợp lý cho anh em mua luôn. Bây giờ hãy cùng sang hỏi tiếp theo nhá. Tiếp theo thì sẽ có bạn Tuấn Nguyễn, bạn đã hỏi là anh ơi xây dựng giúp em một cái cấu hình xoay quanh con này với cả main B560 với anh. À, ở trong video đó là video chiếc CPU i3 đây. i3-10105F ngay trên đây. Một chiếc CPU có 4x8 luồng, hiệu năng đơn nhân, hiệu năng nhân ổn áp phải không? Một con CPU gọi là budget, ngon nghẻ. Thì bây giờ bạn muốn build cùng với cả B560 đúng không? Bây giờ mình gửi cho bạn một cấu hình nhá. Thì đầu tiên con CPU này, tiếp theo nữa sẽ còn là một chiếc B560, nhưng mà phiên bản thấp thấp một chút nhá, khoảng tầm 2 triệu hơn 2 triệu một tí thôi. Chúng ta sẽ được một cái main vừa phải cho chiếc CPU như này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có 16GB này, ổ cứng SSD 256 này, ổ cứng HDD 1TB này. Thêm cả một chiếc màn hình 1660 Super nữa, bởi vì đấy có thể gọi là một chiếc khá là cao so với cả chiếc CPU này rồi. Ngoài ra chúng ta có thể mua một cái vỏ cây khoảng tầm 500-600 nghìn, hoặc là gần dưới 1 triệu một chút. Và chúng ta sẽ còn thêm một cục nguồn khoảng tầm từ 500-600W nữa. Đấy là một cái mức cấu hình ổn áp cho chiếc CPU i3-10105F này. Còn nếu mà bạn muốn nâng cấp lên một con CPU cao hơn ý, thì bạn phải mua một con main xịn hơn một chút nhá. Ví dụ như là B560 Pro này, B560 Aorus này, B560 Tomahawk, các thứ kiểu luôn. Thì đấy mới là một cấu hình ngon nghẻ nếu mà tương lai bạn muốn nâng lên 11.400 này, 11.700, 11.990, hiểu không? Vân vân và vân vân. Đó, đấy là cấu hình mà mình tư vấn cho bạn nhá. Và cùng xem là có bạn khác hỏi vấn đề gì không nhá. Ok, tiếp theo thì câu hỏi có một bạn hỏi là bạn Thái 3K, bạn hỏi là con card A380 thực sự có ích ở điểm nào? A380 đây. Đây chiếc A380 đúng không? Thì hiệu năng đơn nhân và hiệu năng đa nhân, tức là hiệu năng làm việc và chơi game của nó ấy, thì mình đánh giá không quá là cao, bởi vì đấy cũng chỉ là một chiếc card gọi là tầm budget thôi. Đấy, budget nhưng mà nó khoảng tầm 4 triệu hơn đấy. Đây là một chiếc card ETX ASRock Challenger ETX đúng không? Intel Arc A380. Cái điểm mạnh duy nhất của chiếc card này mà mình cảm thấy đó chính là dành cho các streamer hoặc những ai mà render video ở các nền tảng gọi là ngắn. Đó, bởi vì trong này đây là một trong những chiếc card đầu tiên mà rẻ nhất hỗ trợ cả gọi là có thể là encode và decode AV1 anh em ạ. Đến một cái chuẩn video khá là mới, đồng thời có một cái chất lượng cực kỳ là tốt so với cả H264 luôn. Ví dụ như là cùng với cả một mức bitrate nhá, thì chúng ta có thể đạt được một cái độ đẹp tuyệt vời trên AV1. Còn nếu mà cùng với cả một cái độ phân giải ấy, thì chắc chắn ấy là AV1 sẽ ngon hơn rất là nhiều. Nói chung là như thế thôi. Đấy, nhưng mà ấy, tại vì những card ví dụ như này 3090 này, 3080 này, 1660 này không có cái AV1 đấy, thì thế nên là khiến cho chiếc card này là một chiếc card ổn áp cực kỳ cho những người như vậy, đúng không? Ví dụ như anh em có thể stream ở trên Twitch này hoặc là trên YouTube này với cái bitrate khoảng tầm 6000 thôi, nhưng mình đảm bảo rằng video anh em nhá sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với cả độ đi ở H264, chắc chắn luôn. À, cuối còn một câu hỏi nữa, bạn ấy hỏi là chiếc card GTX 1650 có đi với cả 8100 ổn không? À, 1650 thì đây, ví dụ như chúng mình sẽ cũng có khá là nhiều các mẫu 1650 tại Hacom chúng mình đúng không? Thì đây bây giờ giá nó cũng khá là ổn rồi, tầm 4,5 triệu. Thì chiếc card như này nó ổn, mình có thể đánh giá là nó ổn. Thì vì đây không phải là một chiếc card quá là mạnh mẽ thế, nên là với 8100 nhá, thoải mái luôn, bạn có thể build rất là ok về cái vấn đề này. Bây giờ hãy cùng câu hỏi tiếp theo nhá. Ok, tiếp theo thì bạn có bạn Đắc Hà Phạm, tên chấp đấy. Thì bạn hỏi là
anh build cho em một bộ PC 15 củ cho công việc làm edit và chơi game vừa đủ. Làm việc thì nếu mà bạn chỉ làm việc đúng không thì mình sẽ chọn cho bạn một con CPU thật là cao, đồng thời rất nhiều RAM nữa. Cam anh thì vừa phải thôi, tại vì thực sự nói thật nhá, trải nghiệm riêng của mình và trải nghiệm riêng của người khác đúng không, cạc màn hình nó không hỗ trợ quá là nhiều đâu. Thế tiếp theo nữa chúng ta sẽ có, đó chính là về nếu mà bạn chỉ chơi game đúng không thì mình sẽ giảm CPU bạn xuống và nâng cạc bạn lên, nhưng mà bây giờ bạn lại cân bằng cơ, thì bây giờ mình sẽ cho bạn một cấu hình cực kỳ là chất lượng nhá. i3 thế hệ 12 H610 đấy, RAM 16GB đua channel nhá, hai thanh nhá chứ không phải một thanh đâu đấy. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một chiếc cạc màn hình là 1660 Super hoặc là 2060 tùy vào thời điểm giá mà bạn đã mua. Đấy. Còn nếu mà những thứ phụ kiện bên ngoài đúng không thì bạn sẽ mua một cái vỏ cây khoảng tầm từ 500, 600 hoặc 700 thôi, tại vì bộ máy của bạn chỉ có nguồn 15 triệu thôi mà. Nguồn thì từ 550 tới 600W. Và về ổ cứng ý, về dữ liệu ý, thì mình công nhận, mình biết rằng là SSD rất nhanh, rất tốc độ, nhưng mà chỉ với tầm giá 15 triệu ý, thì chỉ nên dùng SSD để trữ Windows thôi, tức là một chiếc 128 hoặc là 256. Ngoài ra những cái gì mang tính dữ liệu ý, thì bạn nên để vào HDD là khoảng tầm 1T 2T bạn nhá. Đấy, nói chung thế là ổn áp rồi. Bây giờ thì bộ máy 15 triệu thế mình thấy là rất hợp lý với cả các bạn sinh viên, học sinh hay là kể cả người đi làm rồi. Đấy, thế nên là bạn đã gặp phạm, mình đảm bảo rằng bạn sẽ rất hài lòng với cấu hình này luôn. Bây giờ thì hãy để mình đi trả lời câu hỏi của bạn khác nhá. Ok, xin chào bạn Long đẹp trai bố đời quá đúng không? Thì bạn đã hỏi là Hacom hỏi nếu mà mình dùng mấy con cạc to 3 fan. À con này 2 fan thôi. À đâu? Con này 3 fan. Đây, 3 fan. Thường nó bị sệ thì mỗi bên có cần thiết phải mua cái chống cạc không hay nó chỉ sệ nhìn thấy thôi chứ chả làm sao cả. Ok, bây giờ mình trả lời cho bạn nhá. Cái câu hỏi này là một câu hỏi khá là nhiều người hỏi đấy, và mọi người cũng chưa biết câu hỏi trả lời rõ ràng, thì bây giờ mình gửi cho bạn câu trả lời luôn. Thì đây, ví dụ đây là một chiếc cạc 3 fan đúng không? Đấy, đây là một chiếc cạc Rockstrix 3 fan. Thì chiếc cạc này nó sẽ có 3 điểm như sau. Một điểm giữ là cái thanh PCIe, một điểm giữ tiếp theo là cái khe chắn PCIe này, và một điểm giữ tiếp theo đó là cả cái bo mạch luôn. Cái bo mạch mà cứng thì cạc sẽ không cong, cái chỗ giữ này mà cứng thì cạc sẽ không cong. Nhưng với những chiếc cạc bây giờ ấy, 3080, 3090 hay là 4090 đi, nó cực kỳ là nặng, thì cái điểm yếu đầu tiên, điểm chết đầu tiên trên máy của anh em nhá là cái khe PCIe đây, nó sẽ bị đổ xuống, nó sẽ bị gãy ra đấy. Và khi đấy thì cái bộ máy anh em sẽ có thể là khiến cho cái cạc hoặc là cái main đi đường nhà ma luôn. Điểm thứ hai chết nhá là cả cái bo mạch. Đấy, cái bo mạch anh em biết nhá, sẽ có một chỗ giữ ở đây và đây đúng không? Thì sẽ là cái đường chéo, điểm yếu sẽ là cái đường chéo này. Nửa bên này không hề có một chỗ đỡ nào cả. Thì cái bo mạch nó sẽ nghiêng xuống và đã có trường hợp là bị cong bo mạch cạc nhá, đặc biệt với những cạc mà không có backplate ấy. Cái con này có backplate thì đỡ hơn một chút, nhưng có những con không có thì sẽ dễ dàng bị cong hơn. Đấy, thế nên là trong mọi trường hợp nếu bạn thấy cạc của mình nghiêng xuống dưới góc âm 0 độ hoặc là lên góc 0 độ thì bạn hãy mua cho mình một chiếc nâng cạc đỡ ở khu vực này nhá, để cho nó có thể bay lên một chút. Ok chưa? Đấy, câu hỏi đấy thì cũng khá là khó khăn đấy. Bây giờ thì cùng mình lên tầng 2 để trả lời đốt câu hỏi cuối cùng nhá. Ok, câu hỏi cuối cùng lại có bạn hỏi về con mới đi Modern. À đây, mày Modern mấy ngày đây rồi. Bạn ấy hỏi là con này loa to không ạ? À đây, đấy, Modern đây đúng không? Đây, chiếc MSI Modern cực hot dạo này gần đây đây. Thì chiếc này thì xịn thật, sướng thật. Nhưng mà đây, loa ở đây, 1, 2, 2 em loa này. Theo như mình nhớ hình như là loa 2.5 hay là loa 5W ấy, nó cũng không ổn lắm đâu. Nó chỉ đây nhá, nó như kiểu là anh em có thể dùng được, anh em có thể nghe được, nhưng mà để quẩy bữa tiệc ba người thì chắc chắn là không được đâu. Thế nên là nếu mà muốn sử dụng con loa này để cho kiểu quẩy tiệc hay là nghe nhạc ấy thì nên mua một cái loa ngoài nhá, hoặc là mua cái tai nghe Bluetooth ấy, TWS đúng không, chúng mình bán khá là nhiều mẫu đấy. Còn nếu không ấy thì bạn đành chấp nhận thôi, tại vì con loa này thì cũng chỉ là một con loa laptop bình thường, mà laptop con này rẻ lắm. Đây là mẫu i3, đây là mẫu i3 nhá, có mỗi 11 triệu. Thế nên là con laptop này vừa phải đấy anh em ạ, không cần đòi hỏi quá. Rồi, vậy là đó là 7 câu hỏi trong chương trình Q&A ngày hôm nay. Đấy, 7 câu hỏi này đấy đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cái chương trình khá là hay ho, hấp dẫn. Nếu mà anh em thích cái format này thì anh em bấm 2 lần like nhá. Ok nhá, bấm 2 lần like. Bởi vì là trên này đông khách. Đấy, nếu mà anh em thích format thì bấm 2 lần like. Còn nếu mà thích chúng mình quay ở studio thì bấm 1 lần like thôi nhá. Rồi, thì rất là cảm ơn anh em đã xem chương trình Q&A này. Và hy vọng tuần tới mình sẽ quay chương trình kiểu khác nhá, là tư vấn đi, nhưng mà cũng ở trên showroom nhá. Ok, tạm biệt anh em, chào anh em tại video sau nhá.